Em mới về được một cặp loa Onkyo D032A. Cặp này thì bãi về hình thức có thể nói là đẹp tuyệt vời luôn đó nhé. Gần như là mới. Tất nhiên thì không thể nào mà mới như là mới, nhưng mà cũng gần như là mới. Đẹp tuyệt vời luôn. Rất ít xước sát, lát em sẽ quay hình thức chi tiết cho các bác xem. Đó. Bây giờ thì em sẽ test em cho các bác trải nghiệm chiếc em trước. Cặp này sở hữu một con bát, đó là bát 11 các bác nhé. Gân cao su nguyên zin, con này chưa thay luôn. Dòng này thì nó cũng ít đi hỏng gân lắm. Cái dòng D0532 này, D052 nó hay hỏng, nhưng D032 thì nó rất ít hỏng gân. Đó. Con này cũng còn gân nguồn nguyên zin luôn, gân Nhật Bản luôn các bác nhé. Đó. Loa này đặc biệt là củ từ thì đều được bọc chống nhiễu, và loa chép thì nó là từ kép rất là lớn. Ngoài ra dòng này có phân tần rất là lớn. Con này thì em chưa tháo được, bởi vì con này nó là gân zin cho nên em chưa tháo ra thay gân, cho đồng thời em cũng chưa thể chụp ảnh cho các bác xem được. Nhưng mô tả cho các bác là như vậy. Củ từ của nó, xin lỗi, phân tần của nó to khoảng gần ba ngón tay này. Một mảng mảnh rất là lớn luôn, và nó chia cái chất âm cực kỳ là chi tiết và tách bạch luôn nhé. Cái dòng loa D032A là một dòng loa khá là cao cấp của Onkyo. Đấy, cặp này về tuyệt vời luôn. Rồi bây giờ em mời các bác trải nghiệm trước cái chất âm của nó nhé. Cực kỳ là hay luôn, tiếng rất là bén. Xin lỗi các bác, cái mạng của em nó đang bị lag. Rồi, bây giờ thì em xin phép được quay qua cái hình thức tổng quan của cái cặp loa này cho các bác tham khảo nhé. Con này bãi về thì còn rất là đẹp. Đây là hai căng của nó. Cái căng cũng còn rất đẹp, một vết rất nhỏ, vết rất nhỏ các người thôi, danh vải rất nhẹ. Đó. Rồi mở căng ra em quay hình thức nhé. Phía trên này, loa còn nguyên. Chưa rách, chưa ấy một chút nào. À đây, một vút cấn rất nhẹ này đây. Một cái cần rất nhẹ đây thôi, đó, còn lại là rất là đẹp. Thành bên này ok luôn, không xước sát gì luôn. Thành bên này cũng vậy, ok, mắt thường em thấy là chưa xước sát gì luôn. Quay này nó hơi tối, chưa xước sát gì luôn. Mặt trước ok đẹp đây, hơi là chát hơn nhanh nhanh một tí thôi, nó vận chuyển đó. Gần cao su zin đây các bác nhé, gần này chưa thay đâu mà còn rất là mềm luôn. Các bác chơi còn hoàn toàn yên tâm được, đây rất là mềm luôn đấy. Rất mềm luôn. Rồi em quay qua cái cạnh bên trong cho các bác xem. Đây. Cũng ngon lành luôn, đẹp luôn. Đó. Vân gỗ rất đẹp. Rồi ok, em quay phía sau luôn. Cặp này rất là đẹp. Em sẽ quay luôn phía sau, xoay như này luôn cho các bác xem cho nó rõ ràng nhé. Cực kỳ là đẹp luôn. Đó. Rất đẹp. Thành bạch vuông vắn chưa vỡ chưa bẻ nở. Công suất hai loa là 140W, trở kháng của cặp này là 5U. Hai loa cùng một series luôn, nhé. Con này là made in Malaysia nhé. Cái dòng Onkyo thường là rất hay sản xuất ở Malaysia, made in Japan thì rất là ít thôi các bạn nhé, thường là Malaysia. Đó. Các bạn yên tâm về chất lượng của nó, đánh rất hay luôn, tiếng rất tách bạch và sáng tiếng. Các cái dòng loa có phân tần tiếng đa số đều rất là hay. Rồi, cảm thấy rất là đẹp. Em xin phép báo giá với cặp loa này. Trung Kiên Audio đang bán giá là 1.350.000. Các bác mua hàng chuyển cọc thì cọc giúp em là 300.000. Các bác mua hàng chuyển khoản đủ, bên em sẽ tặng các bác cái bộ chân đế kê loa. Nếu như các bác mua hàng chuyển khoản đủ và không thích bộ chân đế kê loa, bên em sẽ đổi sang cái gói cái tặng là bao ship luôn nữa các bác. Tổng giá là 1.350.000. Các bác mua hàng liên hệ với số Zalo của Trung Kiên Audio là 0975 575 262. Em xin nhắc lại số Zalo của Trung Kiên Audio là 0975 575 262. Cặp loa này em bao zin tuyệt đối cho các bác nhé. Đây, cái cặp loa này thì tháo cực kỳ khó, nên nếu tháo anh em phải cậy, thường thì anh em cậy những cái nút ở chỗ này thì anh em có ốc anh em tháo. Tuy nhiên cặp loa này cậy ốc này không ốc, anh em phải cậy, và riêng anh em cậy thì cái mép này nó sẽ lộ ngay, cái mép này nó lộ vết sứt ngay. Cặp này em bao zin tuyệt đối cho các bác luôn, chưa hề tháo lắp, chưa hề sửa chữa luôn các bác nhé. Nó có hoàn toàn yên tâm. Rồi em xin kết thúc video test tại đây. Cảm ơn tất cả các bác theo dõi hết video. Mọi chi tiết liên hệ mua hàng các bác liên hệ số Zalo là 0975 575 262. Em xin cảm ơn.